Chào mừng quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ khi thưởng thức chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, khi đối mặt với khó khăn, khổ nạn hay sinh tử, nhiều khi chúng ta bi quan, tiêu cực, điều đó càng làm cho chúng ta lâm vào tình cảnh tồi tệ. Nếu chúng ta luôn vững tin rằng chúng ta luôn hành xử đúng chừng mực, hành vi và suy nghĩ đều là bắt đầu từ thiện niệm, thì nhất định chúng ta sẽ được thần Phật bảo hộ. Khó khăn chỉ là tạm thời và nhất định sẽ vượt qua được những khó nạn đó. Chương trình Khát vọng cuộc sống cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn rất nhiều câu chuyện nhờ niềm tin vào thần Phật mà thoát khỏi tai ương sải nạn. Hôm nay, chương trình chúng tôi chia sẻ thêm một câu chuyện của một F0. Nhờ niềm tin kiên định vào Phật Pháp, anh đã thoát khỏi Covid một cách thần kỳ. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, câu chuyện được chia sẻ như sau. Tôi tên Quyền, 35 tuổi, là nhân viên bán hàng cho một nhãn hàng của Mỹ ở khu vực Bình Dương. Khoảng thời gian không thể quên, khi Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam bước vào những ngày tháng 7, tháng 8, tháng 9 chìm trong đau thương của đại dịch trăm năm có một, đại dịch Covid-19. Tiếp tục bám trụ lại miền Nam để tìm kế mưu sinh trong những ngày lằn ranh giữa bình yên và giông tố của cuộc sống. Mặc dù luôn thực hiện chuẩn chỉnh các khuyến cáo về phòng dịch, nhưng ở một nơi mà chỉ cần chảnh mảng trong một hơi thở cũng có thể vướng vào dịch bệnh và bị virus xâm hại. Một ngày giữa tháng 8 năm 2021, cái gì đến cũng phải đến và tôi đã mắc Covid. Tôi khá sốc vì mình luôn giữ mình trong mọi tiếp xúc mà vẫn không tránh khỏi. Sau vài giờ hoang mang, những suy nghĩ về sự sống và cái chết bao trùm lấy tôi. Tôi chợt nghĩ đến gia đình và những người thân yêu của mình. Không chỉ cần bình tĩnh chiến đấu cho bản thân, mà còn cho cả những hy vọng và tương lai. Bình thản đón nhận, bình tĩnh chữa trị và suy nghĩ tích cực, lạc quan sẽ khỏi. Dù có lúc đau mỏi như kim châm, toàn thân như lửa đốt, mất vị giác, hơi thở không đều, nhưng rồi mọi chuyện cứ thế qua đi và hơn 10 ngày chiến đấu, tôi đã xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. Trong cái rủi lại có cái may, nhờ thực hiện các biện pháp điều trị theo hướng dẫn và tinh thần lạc quan, thật sự nhiều khi buồn phiền, hoang mang, nhưng nhờ tâm tư lạc quan mà vượt qua hết. Cơ duyên để mình có tâm niệm và tinh thần lạc quan, đó là ngoài suy nghĩ về tương lai của bản thân, thì một phần không nhỏ là đến từ việc được tiếp xúc với phương pháp tu tâm theo Phật Pháp Chân Thiện Nhẫn và thành tâm nhẩm niệm 9 chữ vàng Pháp Luân Đại Pháp Hảo Chân Thiện Nhẫn Hảo. Nhiều tình nguyện viên đã không ngại nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, đến tận nơi tặng quà và chia sẻ. Được biết, đây là môn khí công thiền định của Phật gia có nguồn gốc cổ xưa và được khoa học chứng minh hiệu quả trị bệnh thần kỳ trong nhiều loại bệnh. Hơn 100 nước trên thế giới theo tập. Chỉ cần tu tâm, hướng thiện, thành tâm nhẩm niệm 9 chữ vàng, tôi đã loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực, không bao giờ cho phép mình mềm yếu, tin tưởng rằng người tốt nhất định sẽ được thần Phật bảo hộ. Tôi nhẩm niệm bất cứ khi nào rảnh rỗi và trước khi đi ngủ. Tôi cảm thấy bình an và khỏe lên từng ngày, lấy lại được vị giác và xét nghiệm thêm 3 lần đều âm tính. Niềm vui không thể tả xiết đến với tôi và gia đình. Tôi không ngờ rằng khi con người chúng ta gặp khó khăn hoạn nạn, chỉ cần thành tâm nhẩm niệm chân ngôn Phật Pháp thì khó khăn đều được hóa giải. Bởi thần Phật là có năng lực siêu thường, chỉ cần tu tâm hướng thiện và có niềm tin, bạn nhất định sẽ có phúc báo. Tôi muốn nhắn nhủ với những người hữu duyên nghe câu chuyện của tôi rằng, đại dịch tạm lắng xuống nhưng luôn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường. Tôi hy vọng mọi người luôn thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân theo khuyến cáo phòng dịch của Bộ Y tế và nuôi dưỡng tinh thần chân thiện nhẫn, luôn yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ người khác, tu tâm hướng thiện để có được một tâm hồn khỏe mạnh và tích cực. Chúc mọi người luôn bình an. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã từng chia sẻ với những người hữu duyên về sự thần kỳ của chân ngôn Phật Pháp, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Nhiều nhà khoa học trên thế giới cũng đã chứng minh sự hiệu quả của phương pháp niệm chân ngôn. Đây chính là văn hóa truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác, thể hiện ra sự thành tâm thành ý của con người thế gian đối với thần Phật.
thành kính và tôn trọng đối với đặc tính trần thiện nhẫn của vũ trụ và có thể câu thông với các nhân tố chính của vũ trụ, cho nên có thể nhận được sự bảo hộ của thần Phật. Không chỉ bình thường có tác dụng giúp thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, vân vân, mà còn có tác dụng trong thời khắc gặp nguy nan. Về điểm này, có rất nhiều câu chuyện thần kỳ đăng trên web Minh Huệ mỗi ngày, qua tiêu đề bài viết cũng có thể hiểu được, chẳng hạn như tôi không còn sợ dịch bệnh nữa, uy lực của đại pháp, thành tâm niệm pháp luân đại pháp hảo, khối ung thư biến mất, vân vân. Trong lúc các loại thiên tai nhân họa, dịch bệnh đang hoành hành hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang che giấu sự thật, mưu toan đạt được mục đích hủy diệt nhân loại. Đứng trước sự lựa chọn giữa đại thiện và đại ác, khi chân tướng ngày càng hiển lộ trước mặt thế gian, người dân Trung Quốc và người dân toàn thế giới càng phải thanh tỉnh hơn nữa. Đây là sự lựa chọn then chốt của con người tại thời khắc chuyển giao giữa vũ trụ cũ và vũ trụ mới trong thời kỳ mặt kiếp cuối cùng. Những ai có thể động thiện niệm khi nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, giữ vững thiện niệm, vẫn còn niềm tin vào thần Phật, chân thành niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, những sinh mệnh như vậy chính là rất tốt và thần Phật sẽ ban cho họ tương lai tốt đẹp. Hy vọng những người hữu duyên lắng nghe sẽ gặp được may mắn. Chúc các bạn bình an. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ những điều ý nghĩa này cho gia đình và bạn bè. Quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát Vọng Cuộc Sống. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 20:30 tối thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.